Em hiền lành, không một lần ngủ bụi, gặp sân chùa hay bệ gác chuông. Khi nhà Phật, khi ngủ nhờ nhà chùa, một vỉa hè hay sạp chợ đêm mưa. Chưa đóng cây đinh vào một thân cây, thỉnh thoảng đào qua để xem mình đã lớn. Giấc ngủ thật ngon trên ghế giảng đường, để biết dòng chơi thích hơn đi học. Chưa cười đau, em chỉ quen tiếng khóc, để được yêu thương, để được dỗi hơn, như sự dịu dàng trong buổi rạng đông. Một buổi hoàng hôn nào rực rỡ, thì làm sao em hiểu hồn tôi, trái sàn mảnh đất nung chưa hé đổ lửa. Trường tôi học không có hoa phượng vị, mà là trường đời của những trẻ đi hoang. Thì làm sao em hiểu hồn tôi, những ngày mưa xối xả, mưa sắc như dao chém xuống mặt người, vành khăn trắng trên đầu thiếu phụ. Mặt trời đêm và trăng mọc giữa ban ngày, chứa những phút trầm tư nhìn trang giấy. Mười mấy năm vẫn trắng một màu thôi, chưa có thời gian cho em lên cơn sốt, vì nỗi đau thân phận một con người. Chưa một lần đau nhói trong tim, những phần uất không sao cũng ra được. Con thuyền đã kéo lên nằm trên đất, lòng điều hiu năm tháng nhớ ra khơi. Thì làm sao em hiểu lòng tôi, khi chìm ngập trong ánh đèn vàng vọt giữa đường khuya, khi người đi đã hết. Bước tôi về sau những cuộc chia ly, thì làm sao em hiểu hồn tôi, trái sàn mảnh đất nung chưa hé đổ lửa. Giữa đường khuya, khi người đi đã hết, có thể nào em hiểu hồn tôi. Có thể nào em hiểu hồn tôi?